Tiếp tục những diễn biến tại thượng nguồn sông Bồ, nguyên nhân nào khiến người dân có cách thức phản ứng chưa có tiền lệ chống lại việc khai thác cát như đóng cửa tre, đổ đá chặn sông và liệu cuộc đấu tranh ấy đã đi đến hồi kết? Trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc Sở Y tế cho biết, do số lượng người đăng ký các loại vaccine dịch vụ, nhất là mũi 6 trong một quá lớn, đã khiến đơn vị không thể đáp ứng được. Thị xã Hương Thủy lập lại trật tự đô thị tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ sân bay Phú Bài đến cầu vượt Thủy Dương ngay sau chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ là 6 giờ sáng và quý vị đang theo dõi chương trình Huế ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Mở đầu sẽ là những thông tin cập nhật. Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 5 năm 2019 nhằm thông tin một số chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hội nghị dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Văn Phuông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thái Sơn, trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Hội nghị đã nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ thông tin về những nội dung mới quan trọng của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 19 tháng 11 năm 2018. Về những nội dung định hướng trong công tác tuyên truyền, tháng 5 gắn với sự kiện kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên từ Trung ương đến địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 236 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với các sự kiện khác như kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn, kỷ niệm 108 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và đặc biệt là tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Người. Đây cũng là nội dung mà trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn quán triệt đến đội ngũ báo cáo viên tỉnh ủy trước khi diễn ra hội nghị trực tuyến toàn quốc. Bên cạnh đó, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về nghị quyết hội nghị trung ương 6-7, thông tin về những kết quả đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm, đề án phát triển dịch vụ đô thị thông minh, cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng, xanh, sạch, đẹp gắn với đề án ngày chủ nhật xanh. Sáng qua, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tham dự và chủ trì hội nghị. Thừa Thiên Huế có diện tích rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp 348.789,28 ha, trong đó diện tích đất cỏ rừng 311.051,09 ha, độ che phủ rừng toàn tỉnh hiện nay đạt 57,34%, thuộc nhóm cao trong cả nước. So với các địa phương khác trên cả nước, rừng tự nhiên tại Thừa Thiên Huế cơ bản vẫn được giám sát chặt chẽ. Hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp đã trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng, góp phần đáng kể nâng cao đời sống của nhiều hộ dân ở vùng nông thôn, miền núi. Trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC đang dần định hình theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, tình hình khai thác gỗ trái phép, xâm lấn rừng mặc dù vẫn diễn ra nhỏ lẻ nhưng tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác phòng cháy chữa cháy rừng được định hình trong nhiều năm qua, từ việc hướng dẫn xây dựng các phương án đến hoạt động chỉ đạo tại cơ sở. Hoạt động tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tổ chức bằng nhiều hình thức và thường xuyên. Việc quản lý xử lý thực bì nhờ ứng dụng phần mềm cảnh báo sớm cháy rừng nên chủ động được việc kiểm soát. Nhờ vậy, trong năm 2018, chỉ xảy ra 13 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 17,17 ha. Lực lượng kiểm lâm cùng các đơn vị chủ rừng đã kịp thời phát hiện và xử lý 172 vụ phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng với diện tích lấn chiếm 150,80 ha. Trong đó có 40 vụ phá rừng với diện tích 12,01 ha, đã xử phạt vi phạm hành chính 39 trên 172 vụ phá rừng, lấn chiếm rừng và đất rừng với diện tích 52,35 ha. Khởi tố 3 vụ án hình sự về tội hủy hoại rừng. Trong năm 2018, lực lượng kiểm lâm đã bắt giữ và xử lý 531 vụ vi phạm pháp luật lâm nghiệp, tịch thu 564,8 mét khối gỗ các loại, nộp ngân sách hơn 4,2 tỷ đồng, giảm 52 vụ và 107,5 mét khối gỗ so với cùng kỳ năm trước. Bộ anh em tôi đi giữ cái miếng đất nó giữ mấy vẫn được. Được mấy số đất chưa là lợi hết rồi, không có mà làm bán nữa. Đề nghị tỉnh là phải chấm dứt cái công ty nữa, không có làm được.
Thưa quý vị, những ngày này, sự quan tâm của dư luận đang dồn về việc xử lý điểm nóng của tình trạng khai thác cát khu vực thượng nguồn sông Bồ. Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, người dân phường Hương Vân, thị xã Hương Trà và xã Phong Sơn, huyện Phong Điền sẽ sớm có câu trả lời cuối cùng là có đóng cửa hoàn toàn các mỏ cát của công ty Tuấn Hải ở đây hay không. Theo dõi những diễn biến gần đây, nhiều người có thể ngạc nhiên trước cách thức phản ứng chưa có tiền lệ của người dân như đóng cửa tre, đổ đá chặn sông. Điều này cũng xuất phát từ việc phải đối diện với những phương thức khai thác trộm tài nguyên ngày càng tinh vi của các đối tượng và hậu quả thì đương nhiên người dân sẽ phải gánh chịu trước tiên. Hàng chục cây tre này, suýt nữa đã được người dân thôn Sơn Bồ, xã Phong Sơn, đóng xuống lòng sông, tương tự những gì người dân thôn Lại Bằng phía bên kia bờ đã làm để ngăn chặn những hàm đồ tàu, hút cát hoàn hành. Phải rất vất vả, chính quyền địa phương mới vận động người dân không thực hiện việc này, kèm theo lời hứa sẽ sớm giải quyết dứt điểm yêu cầu của bà con. Mặc dù ai sai không biết, nhưng mà đối với hiện tượng này bà con làm sai, thì xã cũng đã gặp gỡ bà con, cũng đã động viên, cũng đã giải thích. Vẫn có những cái kiến nghị thay mặt cho bà con để có những cái kiến nghị bà con để cái con cấp trên. Chắc không ai là làm chủ hết, cũng ai lãnh đạo nói cho đảng nữa, không ai lãnh đạo, nhưng từ dân mình là làm chủ dân mình để bảo vệ cho là đất đai hoa màu và nhà cửa ở xóm dưới này. Đóng cửa tre chặn ngang dòng sông là việc làm tư pháp và không được pháp luật cho phép. Điều này cũng đã được chính người dân phường Hương Vân thừa nhận khi chính quyền lập biên bản đình chỉ việc đóng cọc tre xuống sông vào ngày 2 tháng 5. Tuy nhiên, sự việc cũng đã cho thấy, đối mặt với nạn hút cát ngày càng tinh vi, người dân cũng đã và đang vận dụng tất cả những phương pháp có thể nghĩ đến để tự bảo vệ mình. Đây là hình ảnh một chiếc tàu sắt có tải trọng hàng chục khối, có thể vừa di chuyển vừa hút cát, bị người dân bắt giữ. Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài thì khó có thể biết phương tiện đã được cải tiến với một hệ thống hút đặt dưới đáy tàu. Việc đóng cửa tre, đổ đá làm chướng ngại vật trên sông chính là để ngăn chặn hàm đồi vừa đi vừa hút kiểu như thế này. Khi mình phát hiện ra nhìn anh em đi xuống dưới cái đáy đo thì nói chung nó xấu lắm, phải đổi hai người mới lên thấu cái trên cái thành đó, thì bắt đầu xuống dưới thấy hai bộ máy dưới, hai bộ máy nó nằm dưới, bắt đầu nó khoan ra một cái lỗ, nó đưa cái ống ra ngoài. Khi nó mà phân biệt ra là nói là cái đo này là nó tự chạy tự hút. Mà hoài đất mối nữa mà khai thác chủ, chứ là cái vô ăn cắp của dân thôi. Dân mà chứ giống như rửa là quá cho vô đi, rửa là túi là được ấy. Chín khẩu, mà được mấy số đất, chín năm mét mới chứ là lợi hết rồi, không có mà làm bán nữa. Mà già rồi mà chủ rãi ấy, chứ mình giờ ba cái đất mới chưa có đứa, ông vào trong mà xoay thôi. Đúng mấy ngày gần đấy thì sẽ xuất hiện, ba con một kiện là xuất hiện trên cái địa bàn, trên cái mỏ này là xuất hiện một số cái tàu mang cái dạng là trọng tải lớn. Và hình thức quản là khai thác là vừa chạy vừa khai thác, cho nên bà con rất là bức xúc, không phải khai thác ở bên kia mà khai thác từ đáy dưới nó khai thác lên. Từ khi rồi lên tình trạng khai thác bừa bãi ngoài phạm vi được cấp của doanh nghiệp Tuấn Hải, bờ sông hai bên mỏ khai băng này chính là nơi chứng kiến hoạt động căn phòng của cả người bên doanh nghiệp và người dân địa phương. Tất nhiên, phần nhiều lợi thế của cuộc chiến ấy lại thuộc về doanh nghiệp, bởi người dân còn phải mưu sinh bằng những công việc khác. Chính giống như bộ anh em tôi đi giữ cái miếng đất nó giữ mấy cái vẫn được. Mình xuống ghe cả là trên đó là hàng ra ngoài rồi. Hàng ra địa phận của được công ty cấp phép rồi thì mình không làm chi họ được. Khi mà tập trung đông đủ thì lại không gặp đò. Mà bà con họ là ăn rồi họ đi làm trên rừng về ngoài đồng hết. Mà khi mà đò về ồ ạt là gọi là trong làng không có một ai để mà đã bắt được hết. Cho nên chỉ biết cái này là từ lâu rồi, cả mấy năm rồi. Nhưng bà con nhiều khi huy động là lên bắt được một đò, hai đò về. Rồi thì họ xử lý, công an họ xử lý là họ phạt họ bao nhiêu đó. Rồi là họ cho đi. Chứ trên làng nói thiệt là huy động rồi cuối cùng cũng chẳng có cái gì hết. Thì lực lượng của công an thì đang còn rất mỏng. Hơn nữa thì cái mỏ này nó lại phạm vi quản lý của hai địa phương, cho nên nó còn cái sự chồng chéo lẫn nhau trong cái quá trình quản lý, cho nên nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mỏ cát nằm giữa hai địa phương nên lực lượng mỏng, địa bàn chồng chéo luôn là cái lý để giải thích cho những bất cập trong công tác quản lý nhà nước. Và một khi những bức xúc của người dân không được xem xét giải quyết một cách thấu đáo, những phản ứng đông người như trong ngày 2 tháng 5 vừa qua tại mỏ Khe Băng chính là hệ quả tất yếu.
Trước những phản ứng quyết liệt từ phía người dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động khai thác tại khu vực khe băng và bãi bồi lại băng, tổ chức tuyên truyền vận động người dân không đóng cọc tre, đổ đá phía xã Phong Sơn, huyện Phong Điền và hỗ trợ người dân từ tháo dỡ phần bên phía phường Hưng Vân, thị xã Hương Trà. Đồng thời tiến hành đo đạc, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất xử lý về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 5. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổ chức đo đạc, kiểm tra thực tế tại các khu vực mỏ trên sông Bồ. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để có thể quyết định những bước tiếp theo nhằm xử lý điểm nóng tại thượng nguồn sông Bồ. Theo giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh cấp cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuấn Hải vào tháng 8 năm 2016. Diện tích khai thác khu mỏ khai băng là 7,2 ha, trữ lượng khai thác là 188.300 mét khối và mức sâu khai thác trung bình 2,9 m. Người dân ở đây cho biết với hàng chục, có ngày lên đến hàng trăm lượt tàu trọng tải lớn qua đây thì đã vượt gấp nhiều lần trữ lượng được cấp phép. Bên cạnh đó, hàng chục bãi tập kết trái phép mọc lên dày đặc dọc sông Bồ cũng đã cho thấy số lượng cát khai thác khủng khiếp như thế nào. Khảo sát lòng sông cùng với người dân Hương Vân, chiếc sao dài 7-8 mét cũng không thể chồng được tới đáy. Vì chúng tôi thấy bây giờ là mỏ coi như không còn gì nữa cả. Tan hoang tỏi hết, bây giờ còn lưu hành làm được vài năm nữa thì cái làng này còn gì nữa. Họ càng khai thác chiều sâu thôi. Bây giờ chiều rộng hết rồi, chiều dài hết rồi, giờ họ lại sâu. Rất ghê gớm. Mà dân thì đúng là phản ánh mãi mà không được, cứ không giờ dân tự phát thôi. Đến thời điểm này, việc đo độ sâu thực tế của khu vực bãi bồi lại băng và mỏ khe băng phân thuộc phường Hương Vân đã thực hiện xong và đang tiến hành đo tại mỏ khe băng phân thuộc xã Phong Sơn. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi thu thập dữ liệu trên thực tế, mới tiến hành tính toán để có số liệu cụ thể, chứ chưa có kết quả ngay được. Việc đo đạc này do một đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiến hành và chịu trách nhiệm về kết quả. Quá trình đo có sự chứng kiến của Phòng Tài nguyên và Môi trường, chính quyền các địa phương và doanh nghiệp. Trong lúc chờ đợi các cơ quan chức năng đo đạc, tính toán rồi công bố số liệu cụ thể độ sâu khu vực mỏ khai băng, chúng tôi đã cùng trưởng công an xã Phong Sơn làm một phép thử với dây cước buộc vào vật nặng. Cái mực nước của sông Bồ như khu vực mình đi đấy á, thì từ mặt nước mà xuống đáy độ khoảng cỡ 4 mét là bình quân rồi. Nhưng mà quá trình khai thác thì bây giờ mình đo đó thì độ khoảng tầm 12 mét bình quân. Cho nên cái việc mà khai thác nên là quá so với là quy định nó quá nhiều. Chỉ với vài lần thực hiện phép đo không thể đơn giản hơn, kết quả có ngay về độ sâu khu mỏ khe băng đã cho thấy vượt gấp nhiều lần độ sâu cấp phép. Dĩ nhiên, phép thử trên chỉ mang tính chất tham khảo và cần phải chờ đợi số liệu của cơ quan chức năng trong một quy trình đo đạc đảm bảo tính công khai, minh bạch, có sự giám sát của cộng đồng. Lý do cần phải nhận mạnh điều này là vì vào ngày 30 tháng 1 năm 2019, Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đo đạc độ sâu và cho ra những kết quả hết sức chung chung, mơ hồ, tạo kẽ hở cho doanh nghiệp lợi dụng tiếp tục hoàn hành. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục theo dõi cập nhật những diễn biến mới xung quanh vụ việc này. Một vấn đề khác cũng đã được người dân hết sức quan tâm, đó là tình trạng khan hiếm vaccine cho trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế cho biết, do số lượng người đăng ký các loại vaccine dịch vụ, nhất là mũi 6 trong một quả lớn, đã khiến đơn vị không thể đáp ứng được. Ghi nhận của phóng viên Huế Ngày Mới trong ngày 8 tháng 5. Từ 4 giờ sáng, đoàn người này đã liên tục nối dài nhiều cây số từ cổng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh số 109 Phan Đình Phùng, thành phố Huế đến tầng chân cầu Kho Rèn để chờ đăng ký tiêm vaccine dịch vụ cho con. Trước đó, trung tâm thông báo nhập 1.100 liều vaccine, trong đó 1.000 liều vaccine 6 trong 1 và 100 liều vaccine 5 trong 1. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ 30 phút, cán bộ tại trung tâm đã thông báo tạm ngưng cấp phiếu đăng ký và đóng kín cổng, trong khi còn hàng trăm phụ huynh vẫn còn chờ đợi ở bên ngoài, gây nên sự bức xúc cho người dân. Sáng giờ là em đi đăng ký cho con là từ 6 giờ sáng, mà sau 7 giờ 15 là thông báo là hết phiếu chích, chứ đừng có nói hết thuốc. Hết phiếu chích mà vì sao mà bộ y tế làm thường thường là mấy giờ mà em thấu giờ sáng em đã xếp hàng rồi, mà em tới gần thấu ở đây rồi, gần thấu cổng
mà kêu là hết phiếu chích. Nếu mà 1.000 phiếu 6 trong 1 là sẽ làm gì mà cũng 15 phút. Nếu mà thường thường làm 7 giờ là làm gì mà 15 phút mà đăng ký hết được là 1.000 phiếu. Em đứng từ 5 giờ rưỡi là đứng xếp hàng là từ đầu mũi cầu. Là cho em đứng là khoảng tầm phiên từ 600. Mà nhưng tới ngang chưa tới cổng nó là hết 1.001 người rồi mà em biết 500 người chỗ mà ra. Ra nữa chứ cho dân biết hết đấy chứ dân đời cũng biết con thuộc hết nữa. Sắp hàng mà từ đâu nữa tới đây mà chưa nói hết thuộc. Nếu mà hết thuộc thì trống nữa là ra đây treo cái bảng này. Nói là hết thuộc cho bà con họ về đứng dưới đi mà đông đi mà làm việc chứ là đi quá cái trống khó khăn quá hết. Trước nguy cơ có thể xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh, an toàn trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phải vào cuộc mới có thể vãn hồi trật tự tại khu vực. Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thừa Thiên Huế, sở dĩ để xảy ra tình trạng trên là do những năm trước, người đăng ký dịch vụ tiêm vaccine 6 trong 1 không nhiều, chỉ chiếm khoảng 5%. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, trước một số thông tin về tiêm chủng, phụ huynh đã chuyển sang đăng ký tiêm dịch vụ nhiều hơn, dẫn đến cảnh cung không đủ cầu. Đơn vị này cho biết, dự kiến tháng 6 sẽ nhập thêm 1.300 liều nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân. Tiếp tục với những thông tin khác, sau 2 tháng phát động và chấm điểm, sáng qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức tổng kết, trao giải và triển lãm các tác phẩm cuộc thi ảnh Góc nhìn Phụ nữ Huế lần thứ 2 năm 2019. Có 162 tác phẩm của 64 tác giả, nhóm tác giả là những cán bộ, hội viên phụ nữ đang sinh hoạt, công tác ở thành phố tham gia cuộc thi ảnh lần này. Những bức ảnh thể hiện góc nhìn của phụ nữ Huế về các vấn đề mang tính thời sự, các lĩnh vực đời sống xã hội như văn hóa giao thông, ngày Chủ nhật xanh, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phụ nữ với cuộc sống đời thường, xây dựng gia đình hạnh phúc, an toàn vệ sinh thực phẩm, phụ nữ với ẩm thực Huế và nghề thủ công truyền thống. Phần lớn các tác giả dự thi bám sát chủ đề của ban tổ chức. Nhiều tác phẩm đã ghi lại những khoảnh khắc sống động, chân thực, giàu cảm xúc, mang tính thời sự. Hội đồng thẩm định chấm giải đã chọn 20 tác phẩm để trao giải, gồm 11 giải khuyến khích, 5 giải ba, 3 giải nhì và 1 giải nhất. Ban tổ chức giải chọn ra 62 tác phẩm của 36 tác giả để triển lãm tại Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 5 năm 2019. Kết nối, chia sẻ và lan tỏa, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống là thông điệp mà Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền phát động trong tháng nhân đạo 2019. Tháng nhân đạo năm 2019 được triển khai từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 5 là tháng cao điểm để toàn dân làm nhân đạo, qua đó nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng nhân ái trong các tầng lớp nhân dân, giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Trong tháng nhân đạo năm 2019, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng nhà chữ thập đỏ, khám bệnh nhân đạo, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động hiến máu tình nguyện. Thông qua tháng nhân đạo năm 2019 này, Hội Chữ thập đỏ huyện Phong Điền mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, các tổ chức doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm hãy dành những tình cảm, những việc làm thiết thực ủng hộ tháng nhân đạo để sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó nhân lên các phong trào từ thiện, nhân đạo với sự tham gia của cả cộng đồng và toàn xã hội, góp phần khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Ngay sau chuyến kiểm tra và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ, thị xã Hương Thủy đã ra quân lập lại trật tự đô thị tuyến đường huyện Tất Thành, đoạn từ sân bay Phú Bài đến cầu vượt Thủy Dương. Để duy trì kết quả đạt được, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông như không lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, sử dụng ô dù, mái che lấn chiếm không gian, không đậu đỗ xe trên lối đi dành cho người đi bộ, không xả rác, nước thải ra lòng lề đường. Công an thị xã và các xã phường phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục tổ chức các đợt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, do trách nhiệm quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên vỉa hè cho chính quyền các địa phương tiếp nhận, quản lý theo chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo duy trì hiện trạng được tiếp nhận và tiến tới từng bước hoàn thiện dần cảnh quan bộ mặt đô thị, nhất là dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, đoạn từ sân bay Phú Bài đến cầu vượt Thủy Dương. Vụ lúa đông xuân đang được bà con nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông thu hoạch đại trà. Cùng với việc thu hoạch, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương tiến hành cày ải, ngâm ủ giống, chuẩn bị cho vụ hè thu. Vụ đông xuân năm 2018-2019, huyện Nam Đông đưa vào gieo cấy gần 357 hectare lúa nước. Cơ cấu giống lúa chủ yếu là X21, XE23 và Khang Dân chiếm 90%. Do bà con chủ trọng công tác thâm canh, chủ động nguồn nước tưới, ít sâu bệnh,
Đến nay, bà con trên địa bàn huyện Nam Đông đã tiến hành thu hoạch hơn 300 hectare, chiếm khoảng 85% diện tích. Năng suất đạt khoảng 56,16 tạ một hectare, tăng hơn 1,5 tạ so với vụ đông xuân 2017-2018. Trước tình hình diễn biến phức tạp của thời tiết, huyện chỉ đạo các địa phương lúa chín đến đâu thu hoạch đến đó, đồng thời tiến hành cày ải, ngâm ủ các giống ngắn ngày cho năng suất cao để chuẩn bị cho vụ hè thu. Bên cạnh đó, chủ động nguồn nước tưới. Đối với những diện tích thường xuyên thiếu nước, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, tránh thiệt hại đến mức thấp nhất cho người nông dân. Theo kế hoạch, vụ lúa đông xuân sẽ được bà con nông dân trên địa bàn huyện Nam Đông thu hoạch xong vào trung tuần tháng 5 năm 2019. Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong khung giờ này ngày mai. Do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên ở Thừa Thiên Huế đang trong dạng thời tiết đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng, Nam Đông có nắng nóng nhẹ. Chiều tối mai có mưa rào nhiều nơi và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Độ ẩm phổ biến ở mức 70 đến 75%. Hiện nay ở Thừa Thiên Huế cháy rừng đang ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đề nghị các chủ rừng và các hộ ở gần rừng có biện pháp phòng chống cháy rừng.